Thưa quý vị, những ngày qua, Đà Nẵng có số lượng ca F0 cộng đồng liên tục tăng, đặc biệt liên quan đến các chuỗi lây nhiễm ở các chợ dân sinh. Để an toàn cho bản thân và gia đình, nhiều người đã chọn mua sắm Tết qua app, mạng xã hội, qua các sàn thương mại điện tử. Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử đang tất bật chuẩn bị hàng hóa và chương trình khuyến mại Tết. Trước dự báo, nhu cầu mua sắm online cuối năm sẽ tăng. Các nhà bán lẻ cũng linh hoạt bán hàng đa kênh nhằm thích ứng mọi diễn biến tình hình. Trải qua gần 3 năm sống chung với dịch, chị Lê Hoàng Cát Uyển đã quen với việc mua sắm mọi thứ trên nền tảng online, kể cả trong dịp Tết này. Chị cảm thấy chị thay đổi rất là nhiều luôn. Nói chung là tạo cho mình một thói quen mua sắm luôn, nghĩa là không bao giờ mà chị tới một đám đông luôn. Nghĩa là chị xem trên Facebook này, qua những cái trang mạng xã hội này, vẫn có nhiều cơ hội cho người mua sắm. Tết này còn vậy, chị nghĩ là có thể nếu sau này mà hết dịch lại, mà mình thấy cái cơ hội ở nhà mình chọn lựa mua sắm mà không có lời, không có điều kiện hơn, đỡ tốn xăng, tốn cổ, đỡ đi ra, đỡ ô nhiễm môi trường, đủ đủ thứ, thì chị nghĩ là ở nhà vẫn tốt hơn. Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, có lẽ chưa bao giờ việc đi chợ Tết online dễ dàng và nhiều như mùa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay. Không phải chịu cảnh chen chúc, nóng bức để đi tìm hàng hóa cho mâm cơm ngày Tết. Người tiêu dùng chỉ cần lướt mạng trên điện thoại, máy tính là có thể dễ dàng chọn đủ đồ mình cần, thậm chí săn được nhiều mặt hàng giá rẻ hơn ra chợ. Sắm Tết, những cái sản phẩm mà tiêu dùng á, thì mình có thể lên app của những cái trang hệ thống á, ví dụ như Go này cũng bán hàng trên qua app, hoặc là Vinmart, rồi tất cả những cái siêu thị mà trước đây chị thích đi á, thì bây giờ mình đặt hàng trên app là mình cũng đã mua được những cái sản phẩm rất là mình thích rồi. Khác với giới trẻ, Tết của người lớn tuổi là những ngày được lội chợ Tết cuối tháng Chạp. Với bà Trần Thị Cang, 75 tuổi ở Hải Châu, đi chợ Tết đôi khi không nhất thiết phải mua sắm thứ gì. Đi chợ chỉ để gặp gỡ người này người kia, hỏi han sức khỏe, được hòa chung không khí rộn ràng tất bật của người bán người mua, của hàng hóa ngập tràn sắc Tết. Nhưng trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, bà đành ở nhà, cần gì gọi con cháu mua hộ và cầu mong cuộc sống bình thường sớm trở lại. Cái Tết là đối với mọi người mà nhất là với tuổi già là những cái ngày sau ngày rằm tháng Chạp nên thích đi chợ lắm. Thích đi chợ để ra ngắm. Nhưng mà thiệt ra là bây giờ vì cái chung là dịch bệnh nhiều quá nên không có dám đi. Ở nhà cần cái gì là nhờ con mua. Con thì nó hỗ trợ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mua sắm của khách hàng từ trực tiếp sang online khiến các nhà kinh doanh cũng phải thích nghi, tập trung đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. Đặc biệt, nhiều công ty xem đây là mảng cần đầu tư mạnh nhằm đáp ứng nhanh tối đa nhu cầu khách hàng và tìm kiếm lợi nhuận tốt mùa Tết. Đơn cử như siêu thị Go Đà Nẵng, dịp Tết này đơn vị cắt cử 40% số lượng nhân viên cho mảng bán hàng online. Thì với cái chính sách mà mới về giá rẻ, về chương trình mà giá cực rẻ, chúng tôi đã xây dựng một những cái chương trình mà cực kỳ hấp dẫn đưa đến quý khách hàng thông qua các cái kênh mà mua sắm trực tuyến cũng như là trực tiếp online từ cửa hàng. Và hiện tại chúng tôi cũng tập trung cái nhân sự để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu mà mua hàng online tăng lên trong cái thời điểm dịch. Ví dụ như là các cái kênh về qua Zalo, qua Facebook, qua trang web và giao hàng ship tới tận nhà cho khách hàng. Tết là cơ hội của nông sản, đặc sản của các địa phương được đưa lên chào bán sôi nổi. Bên cạnh những mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo Tết có sẵn thường thấy, hiện các loại đặc sản quê, dân dã, bình dị, mang đậm hương vị Tết xưa cũng được bày bán trên các sàn thương mại điện tử và app, hay thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trong đó, các ngành hàng về thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng, thời trang, sản phẩm chăm sóc nhà cửa được nhiều người tiêu dùng ưu tiên mua sắm trong những ngày cuối năm với chủng loại đa dạng, giá cả cạnh tranh.